Xin chào quý vị. Như quý vị có thể thấy thì không khí sắm Tết đang nhộn nhịp khắp mọi nơi, khắp các phố phường, và ai ai thì cũng tất bật để sắm sửa những món đồ cuối cùng cho dịp Tết năm nay. Và một trong những món đồ không thể thiếu để dâng lên tổ tiên trong ngày Tết đó chính là mâm ngũ quả. Và ngày hôm nay thì hãy cùng đồng hành với Phương Nam và cùng gặp gỡ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và mẹ cô ấy để chúng ta cùng tìm hiểu xem làm thế nào để có thể có được một mâm ngũ quả đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa. Vâng, trước tiên thì xin chào cô Hằng và xin chào Mỹ Linh. Linh cho anh xem cành đào nào. Dạ. Đẹp quá nhỉ? Vâng, mới mua đây. Thế à? Thế bây giờ thì hai mẹ con sẽ tính là mua cái gì tiếp theo? Cô với Linh thì đã đi mua được cành đào rồi, bây giờ hai mẹ con sẽ đi mua mâm ngũ quả để chuẩn bị cho ngày Tết. Vâng, thế thì tốt quá. Ngày hôm nay thì cháu và những khán giả truyền hình cũng đang rất là muốn có thể được nghe cô chia sẻ nhiều hơn về mâm ngũ quả, làm sao để chúng ta có thể chọn được mâm ngũ quả phù hợp nhất. Và có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng đi luôn thôi được không ạ? Và cô ơi, bây giờ thì mình sẽ chọn hoa quả như thế nào ạ? Đầu tiên là mình quan sát xem là quả có bị dập không này, và muốn phải tươi mình sẽ giữ được lâu hơn. Mình chọn hoa quả. À, như quả này là được đúng không ạ? Cuống tươi này. À, nó không có vết bị dập. Có vết dập. Với những quả thì như thế, còn với những quả chùm thì mình chọn những quả nó có cuống xanh, tươi. Cuống xanh. Đấy. Vâng. Sẽ để được lâu hơn. Rất xanh rồi đó, lấy cái này đi. Từ mâm ngũ quả để bày hai chùm. Mình sẽ bày 5 loại quả với 5 màu. Đây là có mình có màu đỏ với cả màu tím rồi đúng không ạ? Cuống nó tươi. Đấy là cái bụi. Cẩn thận dụng cuống nhá. B. Bây giờ đến màu gì nữa cô nhỉ? Bây giờ thiếu màu gì nữa nhỉ? À, màu vàng, đúng rồi, màu vàng. Linh lấy màu vàng đi. Bây giờ quả này thì dùng mấy quả rồi cả cô? Chắc mình lấy 3 quả đi để mình bày vào mâm cho đẹp. Ôi, cháu thấy là cô hay chọn theo số lẻ nhỉ? Đúng rồi. Thường là cô sẽ lấy tất cả theo số lẻ. À. Lúc bày mâm là phải chọn số lẻ. Ơ, bây giờ em mới biết à? Vâng, thưa quý vị, đây chính là thành quả mà Phương Nam, cô Hằng cũng như là Mỹ Linh vừa mới đi chợ mua được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngay lập tức tiến hành bày và trang trí mâm ngũ quả. Và đây chính là công cụ hỗ trợ của chúng ta, một chiếc đĩa rất là to. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn quả gì đầu tiên hả cô Hằng? Mình sẽ chọn quả dưa, mình để chính giữa. Là quả to nhất là để chính giữa đúng không ạ? Rồi, để làm trung tâm. Sau đó chúng ta sẽ chọn quả táo đi. Táo chúng ta sẽ bày ở đằng trước. Rồi, 3 quả đi nào. 3 quả đúng không ạ? Rồi. Sau đó ta chọn màu vàng nhỉ. Vâng. Màu vàng này có phải là nó tượng trưng cho mệnh kim không cô? Đúng rồi. À, hóa ra là cháu cũng biết một chút về phong thủy đấy. Rồi, bây giờ sẽ đến màu xanh. Màu xanh thì quả này hình như là gần màu xanh nhất, nó cũng không hẳn màu xanh hẳn. Chanh nhưng mà nó cũng xanh xanh. Đây có quả dưa này cũng có màu xanh này, phần cuống nó màu xanh này. Chắc mình bày xem kẽ đi nhỉ. Rồi bây giờ xong mình đến quả gì hả cô? Mình đây. Chọn quả. Đây nhá, quả kiwi. Kiwi, đi. Kiwi là màu nâu. Quả kiwi màu nâu này thì tượng trưng cho gì Nam có biết không? Cháu đoán là nó sẽ tượng trưng cho mệnh thổ. Đúng rồi, thanh niên mà cũng biết nhiều thứ. Vâng, cảm ơn cô ạ. Ở nhà mọi năm thì cô Hằng và Mỹ Linh vẫn thường hay bày mâm ngũ quả như này đúng không ạ? Thường thì cô vẫn bày 5 loại quả để
tượng trưng cho năm ngũ hành ở trong như các cụ vẫn hay duy tâm ấy. Đấy thì là kim mộc thủy hỏa thổ đúng rồi. Thế bây giờ bình thường ví dụ là chỉ có được 5 loại quả thôi, bây giờ mà mình muốn bày thêm các loại quả có được không? Cũng được mà. Như thường thì mọi người sẽ hay bày các loại quả lẻ. Phải lẻ. Thì vừa số lượng lẻ và các loại quả cũng là loại quả lẻ. Ví dụ như là có 5 loại hoặc 7 táo, loại hoặc 9 cam, loại gì đấy. Loại cũng phải lẻ mà bên cạnh đó là số lượng cũng phải lẻ. Thì sẽ tốt hơn. Tiếp đến sẽ là một chùm nho. Chùm nho này là có màu sẫm, tượng trưng cho mệnh thủy. Hoặc là mệnh thủy thì từ trước đến giờ cháu cứ nghĩ là nó phải là màu xanh nước biển cơ. Chị cháu không nghĩ là nó cả màu đen như thế này đâu. Màu đen cũng được tính là mệnh thủy mà. Với cả là tìm ra được quả nào mà có màu xanh da trời hơi khó đúng không? Màu xanh nước biển hơi khó đúng không? Em có nghĩ ra quả gì là có màu xanh da nước biển không? Xanh nước biển ấy ạ. Ờ. Gần kiểu xanh đậm đậm thì có quả blueberry ấy. Việt quất. Có quả việt quất nhưng mà việt quất nó cũng gần như kiểu màu tím rồi. Nó cũng kiểu nhưng mà nó cũng hơi xanh hơn này. Xanh hơn này một tí. Thế là mình mới có được 6 loại thôi đúng không? Bây giờ phải thêm quả lê nữa đúng không ạ? Đây quả lê đây. Quả lê là màu vàng cũng tượng trưng cho mệnh kim. Quả lê chắc là chỉ được một quả lê thôi cô Hằng nhỉ? Không có bày luôn. Bởi vì là nếu như hai quả lê thì nó lại bị chẵn. Mà ba quả lê thì sẽ không vừa. Wow, đẹp quá. Bây giờ là mình sẽ chỉnh sửa lại một chút đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và có lẽ là bây giờ để chi tiết hơn thì xin mời cô Hằng, Mỹ Linh và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi những cái lưu ý về ý nghĩa của từng loại quả cũng như là lưu ý cách khi mà chúng ta bày mâm ngũ quả. Theo quan niệm của người Việt nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung, mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả tượng trưng cho 5 yếu tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã cấu thành nên vũ trụ. Tuy nhiên, tùy từng địa phương với đặc trưng về khí hậu và sản vật riêng, người dân lại có những lựa chọn khác nhau. Ở miền Bắc, người ta thường chọn dựa trên hình thức của trái cây. Ví như quả bưởi và dưa hấu với hình dáng căng tròn, hương vị mát lành, thường được đặt ở vị trí chính giữa, thể hiện mong ước cho những điều ngọt ngào may mắn trong năm mới. Màu đỏ của hồng và quýt mang lại sự thành đạt. Trái lựu có nhiều hạt, thể hiện mong ước con cháu đông vui. Còn thanh long như rồng mây hội tụ, nhằm cầu phát tài, phát lộc. Một mâm ngũ quả đẹp là mâm ngũ quả với đủ màu sắc tươi tắn, rực rỡ. Trong khi đó ở miền Nam, người dân thường bày mâm ngũ quả dựa theo tên gọi. Quả mãng cầu, quả sung, quả dừa, quả đu đủ và quả xoài. Tức là cầu sung vừa đủ xài, mong cho một năm mới thật ấm no sung túc. Cũng vì chọn quả theo tên, người miền Nam kỵ cúng chuối vì sợ làm ăn sẽ chú nhủi, không phất lên được. Mức sống người dân ngày càng cao, các loại quả đa dạng hơn trước, nên giờ mâm ngũ quả cũng ngày càng phong phú. Với những loại quả độc lạ như bưởi vuông, bưởi hình thỏi vàng hay dừa thứ Pháp. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh yếu tố ngũ hành mà chúng ta vừa chọn từ đầu chương trình tới giờ, đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì trong đoạn băng vừa rồi có thể thấy được rằng là ở trong miền Nam thì họ còn chọn theo tên gọi của hoa quả nữa đúng không ạ? Ví dụ như quả xoài đọc lái đi một chút là quả xài thì là tức là tiêu xài thoải mái đúng không ạ? Ngày hôm nay mới biết là các loại quả lại có nhiều ý nghĩa như thế đấy anh ạ. Anh cũng thế, đây là lần đầu tiên anh trước được thấy. Mình cứ thích quả gì thì mình sẽ mua là mình ấy thôi. Anh thấy là nhiều nhà nhá. Còn lựa chọn những cái quả mà mình thích ăn để bày mâm ngũ quả sau đó là Vâng, và xin được cảm ơn cô Hằng và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có được những phút giây thật là tuyệt vời cùng với một mâm ngũ quả thật đẹp. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và chúc quý vị cũng sẽ lựa chọn được một mâm ngũ quả đẹp nhất. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào.